Vâng, chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ ba diễn ra giữa game thủ Byun đến từ team IM. Nghĩa là rớt màu xanh, chúng ta soát ở vị trí hướng 2 giờ. Còn đây khuôn mặt của Byun đây. Và người chiến binh rất được mong chờ của các bạn, anh Maru đến từ team Gine Queen Wing. Hiện nay thế lực Terran và Protoss của team Gine Queen Wing đều mạnh thưa bạn, đều rất mạnh luôn. Gọi là đều rất mạnh nhưng không còn gọi là đều mạnh nữa. Đây cho chúng ta thấy đây ạ, cả hai kiếm thủ thì một Terran xuất phát ở vị trí hướng 11 giờ, còn ở đâu? Đây là hướng 10 giờ. Anh này anh trên bảng kia nó viết nhầm rồi. Còn Byun thì xuất phát ở hướng 2 giờ. Map này nó có 3 vị trí xuất phát như vậy mà. Đã phân tích khá nhiều về cái map này rồi. Và hiện nay Terran của ta đang đưa 2 SCV đi ra ngoài. Vâng, có vẻ không ổn rồi. Anh chuẩn bị đặt xuống 2 Barak ở vị trí giữa map rồi. Vâng, đây rồi, một cái rồi. SCV tiếp theo sẽ chuẩn bị đặt tiếp tiếp quả Barak thứ hai nữa. Đây sẽ là pha băng crush thưa bạn. Đây sẽ là một pha băng crush của Maru. con này ok lại đang làm gì đây? Đang chờ tiền. Vâng, đang chờ tiền ạ. Đây rồi, đặt xuống rồi. Đủ tiền rồi. Kinh phí đã được cấp. Kinh phí đã được duyệt, cấp trên đã duyệt xuống một cái barrack nữa. Đây là triển luôn cái barrack luôn. Coi như là có đồng nào là xào đồng nấy luôn đấy ạ. Với cuộc sống của chúng ta thì cuộc sống đã dạy cho chúng ta phải biết tiết kiệm, nhưng mà trong StarCraft 2 thì các bạn tiết kiệm là các bạn chết rồi. Bạn mà không dùng được hết tài nguyên của các bạn coi như các bạn xác định rồi. Này thì rớt của ta bắt đầu đặt xuống nhà ga trước. Nó mới bắt đầu đặt xuống swimming pool ạ. Vâng, như vậy anh ấy sẽ có quân khá muộn. Có vẻ không ổn cho game thủ rớt của ta rồi. Maru hiện nay sau khi mà đặt xuống hoàn thành xong cái barrack, anh đưa một SCV đi để kiểm tra vị trí xuất phát ở vị trí phía dưới. Phía dưới chưa có bất kỳ cái mỏ gì đây cả. Vâng, chỉ có một con overlord đây thôi. Như vậy là game thủ Maru của ta phát hiện ra được đối phương đang đặt quân ở đâu rồi. Đang bắt đầu đưa quân đi đâu rồi. Anh ấy bắt đầu đưa quân lên vị trí phía hướng 2 giờ. Đầu đi đầu là một SCV, sau đó là một con Marine ạ, sẽ bắt đầu đưa lên phía trên này. Vâng, đặt đi. Vâng, đặt băng cơ rồi. Vâng, vị trí đặt băng cơ này lại làm tôi nhớ đến trận chiến của anh Bad Luck Bunkers. Tuy nhiên là Bunkers không với tới. Nó hình như là nó nằm sau cái đường vạch kia sao ấy. Còn trận này thì Maru đặt ngay phía trên vạch luôn. Chắc chắn là sẽ đến nơi rồi. Chúng ta có thể thấy hiện nay số lượng Marine, vâng, đã là 3 con Marine rồi. Quá đủ thưa bạn, quá đủ để có thể là dọn dẹp mà đàn drone mà có ý định đưa ra để mà phá cái phát băng crot này. Hiện nay thì 8 con Dương Linh đang được móp ra cho game thủ rớt của ta. Và anh ấy cũng đang bắt đầu nâng cấp speed cho Dương Linh nữa. Dương Linh định vòng ra phía sau chăng? Không được rồi, không ăn thua rồi. Số lượng Marine hiện nay đã là con số 5 rồi. Dương Linh được đưa ra kìa. Có vẻ là Marine, vâng, Marine chưa bắn tới được cái băng cơ này nên đã phải chạy. Marine phải chạy ra ngoài băng cơ rồi. Hiện nay thì Hatchery đã bị bắn đến khoảng tầm 50% máu rồi. Có vẻ không ổn cho game thủ Byun của ta rồi. Hiện nay thì Marine của ta đã bắt đầu tăng lên khi những con số mấy rồi. Vâng, 3 con ở đây nữa rồi. Số lượng Marine hiện nay đã phải lên đến con số 7 rồi thưa bạn. Hiện nay một Queen đang được đưa ra. Một Queen được đưa ra để giúp cho, với lợi thế là bắn xa, Queen sẽ đứng từ phía trên high ground và bắn xuống. Tuy nhiên rất tiếc là SCV ở đây đã có 2 con rồi, nó có thể repair được. Vâng, xong rồi, xử lý xong rồi. Bây giờ cần phải repair cái băng cơ. Rồi xong rồi, thành công rồi. Hiện nay số lượng Dương Linh đang đứng hết ở vị trí phía sau kia. Dương Linh tích ở cả hai mỏ. Bây giờ sẽ cần phải tích Dương Linh. Nhưng chúng ta thấy là anh Maru rất cẩn thận, anh ấy đưa thêm 2 con Marine nữa về nhà để bắt con overlord của đối phương, sau đó cũng có để hỗ trợ cho việc là phòng ngự khi mà đối phương mà Master Link đẩy xa. Nên thì 2 băng cơ có mặt ở đây rồi. Giờ thì game thủ rớt của ta tích hết tất cả Dương Linh ở vị trí cả hai hướng này. Số lượng Dương Linh đã tăng lên khá đông rồi. Tôi thấy rằng là hiện nay số lượng Dương Linh đã khoảng tầm 32 con rồi. Một SCV lao lên trên để có thể scout. Vâng, không sao, đã scout khá thứ rồi. Vâng, bây giờ Dương Linh đã có speed rồi. Dương Linh ùa vào luôn để mà cắn hai băng cơ này sẽ phải cancel không? Có phải cancel không? Không, vâng, đang bán rồi. Không bán kịp bằng 2 không 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 không, không bán kịp rồi. Dương Linh bây giờ, vâng, Dương Linh rất liếc bây giờ là làm cỏ toàn bộ băng cơ với Marine ở phía này rồi. Tuy nhiên thời điểm này chúng ta có thể nhìn thấy rằng anh Maru đã đưa hết tất cả barrack của mình về nhà xong rồi. Bây giờ thì đàn Dương Linh của đối phương có sang đến nơi thì cũng không thể nào làm gì được. Vâng, có thể nói là một pha băng cơ rớt quá hay của Maru. Một pha băng cơ rớt rất mẫu mực ở trên map Merry Go Round. Sau ngày hôm nay chắc là bạn nào có thời gian thì hãy gửi cái trận này. Vâng, hãy
báo cho anh Xpen, anh Bad Luck của chúng ta biết để anh ấy học tập lại cái pha băng rớt này. Nezer mới bắt đầu đặt đưa quân ra để mà đặt xuống mỏ 3 cho mình. Trong khi đó thì Tehran hiện nay thì sắp sửa hoàn thành xong 2 comma center nữa rồi. Như vậy Tehran có thể là ăn có thể ăn luôn cả 2 mỏ cùng lúc thưa bạn. Đức Linh vẫn đang loanh quanh ở đây nhưng không thể nào tấn công được khi mà đã có 2 Barak. Sau đó đến lượt Marine Munich đứng tấn công hết ở đây rồi. Giờ thì rất khó cho Zerg để có thể tấn công được vào trong mỏ của Tehran. Tehran sau khi hoàn thành xong được 2 cái combat center thì anh ấy sẽ đưa một cái ra ngoài để khai thác. Cùng với lúc đó là vâng, sắp sửa có thêm cả hình như là Starport rồi. Đấy các bạn thấy đấy, Zergling lao vào cũng chắc là cũng chỉ xử lý được một hai con Marine mà thôi. Xong thì cũng chả làm gì được cả. Win đứng ở phía sau bắn rất giáp. Đây là mỏ thứ 3 của Zerg ạ. Zerg bây giờ đang phải lo roll up để có nền kinh tế đổi kịp so với cả đối phương. Nhưng không biết được không đây khi mà lượng army supply của Tehran quá đông như này. Ồ kìa, Dương Linh đang tràn vào. Ồ, không được rồi, rất tiếc là không có gì ở đây cả. Không thể vào được phía bên trong thì mà Tehran vẫn đang mua kín mỏ này. Hiện nay Helion đang được build ra 2 Helion rồi. Sau đó là đến lượt Starport đang bắt đầu build ra một con Medivac. Vâng, đã bắt đầu nhấc cửa lên rồi. Hai con Bunker, hai Barak sẽ được đưa ra ngoài để ua in mỏ lại. Cùng với đó là một Command Center nữa. Giờ thì cũng vẫn chưa hoàn thành xong được cả mỏ 3 cho mình thưa bạn. Vẻ không ổn rồi. Đây là một Medivac có mặt ở đây, chuẩn bị đi theo để hồi máu cho đạo quân của Tehran. Sẽ là một pha tấn công tiếp theo. Hiện nay thì Zerg đang bắt đầu đặt xuống nhà bên Linh để có thể là phòng ngự với cả bên Linh rồi, nhưng không biết có kịp không đây khi mà đàn Zerg Linh này giờ mới bắt đầu được móp ra thưa bạn. 20 con Zerg Linh à, móp ra không mấy kịp không đây. Ô kìa, Zerg Linh đang run by và kìa, 5 con Zerg Linh đang có mặt ở đây. Sideport phải được nhấc lên ngay bây giờ, nếu không là con này đang cắn Mule kìa. 2 con đang cắn Mule à, cắn được Mule rồi. Đây con đội của Tehran mà phút lên ở vị trí đây với 4 Helion với Marine có mặt ở đây thưa bạn. Spy Caller đặt xuống nhưng có vẻ chưa kịp thành công rồi. Vâng, đã phải mất phải cancel mất Spy Caller rồi. Zerg Linh, Speed Linh đang lao ra, bên Linh đang lao ra ở đây. Vâng, đã có Mavac rút quân đội lên phía trên rồi. Quân đội của Tehran lại bắt kéo ra phía sau. Vâng, và những pha drop đã thu hút sự chú ý của bên Linh. Bây giờ bên Linh nổ rồi. Và Tehran lại đưa quân đội của mình trở về. Cũng có khá nhiều chú thương binh. Nhưng là đạo quân tiếp theo của Tehran sắp sửa đẩy lên rồi. Tehran đang có 4 Helion với cả 6 con Marine tiếp nữa. Và theo đó là 2 con Mavac ạ. 2 Mavac để hồi máu. Tehran hiện nay đang có đến một factory đây. Vâng, Overlord đã phát hiện ra cái factory nữa và đã kết nối với cả Tech Lab rồi. Như vậy sẽ là gì đây? Factory kết nối với Tech Lab thì khả năng sẽ tăng thưa bạn. Đúng rồi, chính xác là một tăng rồi. Và chưa kể lại có thêm cả nâng cấp Blue Flame cho Helion nữa. 2 Mavac đang có mặt đây chuẩn bị drop vào vị trí vào này. Không được, còn đã nhìn thấy bên Linh, Dương Linh rồi. Zerg đang đưa quân vào vị trí phía bên trong để phòng ngự pha drop. Đây con này quân đội rớt. Ô kìa, vâng, đi ra đi vào xong rồi. Bây giờ quân đội Tehran đã drop xong rồi. Bắt đầu đi vào phía trong để xịt drone rồi. Marine đang đứng ở đây. Zerg Linh đang kìa, Zerg Linh lao ra không ăn thua rồi. Quân đội của Tehran đang chỉ có một vị trí đứng rất đẹp rồi. Bên Linh đang bò lồm ngồm vào. Được không đây? Đâu nhớ lên Mavac thì chính xác rồi. Bây giờ bên Linh nó chưa có speed cho này, di chuyển rất là chậm thôi bạn. Bắt đầu drop đưa quân ra phía bên ngoài rồi. Hiện nay đã có 2 con bên Linh đây. Vâng, lại nhấc lại quân lên trên Mavac rồi, lại di chuyển ra phía sau rồi. Và cứ di chuyển ra phía sau. Vâng, bây giờ bay đi lượn lờ. Vâng, lại đi ra ngoài. Nay thì Tehran cũng đã win xong mỏ rồi, đã có thêm 4 con Helion nữa. Tổng số Helion hiện nay đang là 8 con, cùng với đó một tăng 6 Marine, 2 Mavac và thêm cả một con Viking nữa. Viking sẽ làm nhiệm vụ giải quyết Overlord khá dễ dàng thưa bạn. Tại vì là nó cứ chỉ công việc của một Viking chỉ rất đơn giản thôi. Nó chỉ cần lượn lờ ở xung quanh mỏ của mình để đảm bảo không có bất kỳ con Overlord nào dám bén mảng vào bên trong mỏ của Tehran thôi. Nên con đội của Tehran có mặt ở vị trí mỏ thứ 3 lần này. Hiện nay thì sao bên Linh, vâng, đang có khá nhiều bên Linh và thêm cả 3 Queen đấy. Nó tăng tiếc đã ra nơi rồi, tăng tiếc bắt đầu cắm rồi. Vâng, cắm xong rồi, bắn đến nơi rồi, bắn đến tận tầm vị trí của Queen rồi. Một Queen đã bỏ mạng rồi, bên Linh đang lao ra, Dương Linh đang cắn tăng rồi. Bắt đầu mục tiêu bây giờ phải Queen xử lý 2 Queen đi. Queen chấm máu rồi, bên Linh đang lao ra, không được rồi, đã phải nhấc lên trên Mavac và rút trở về rồi. Hiện nay thì vẫn còn một con Helion ở đây thì bạn. Helion này có vẻ là bị bỏ quên rồi. Vâng, bỏ của chạy lấy người là như này đấy ạ. Hiện nay thì mất Helion rồi. Bây giờ quân đội ở phía trong 2-3 Helion có mặt ở phía bên trong này, thêm cả một con Marine nữa. Có xịt được không? Có xịt được gây nhiều. Vâng, có vẻ không gây nhiều thiệt hại cho lắm cho với Zerg thưa bạn. Này thì Zerg đang bắt đầu xuống nhà Rod Raven rồi. Rod Raven để có thể là mob ra Rod để phòng ngự trước đạo quân mech của Tehran. Tehran của ta hiện nay thì đang bắt đầu lên ban Cyclops. Vâng, thời điểm này thì ban Cyclops thì nó cũng không phải là một thời điểm hợp lý nữa. Khi mà nền kinh tế của Zerg đã có 3 mỏ, vâng, có thể đặt dễ dàng, đặt
Spore Counter, Spy Counter, đúng không? Spore Counter ở cả ba mỏ. Chưa kể lại còn có thêm cả Overseer ở đây nữa thưa bạn. Không, tôi không hiểu tại sao thời điểm này anh ấy lại lên Ban Cyclops nhỉ? Đấy, khó hiểu ấy. Đáng tiếc rồi, Marine thì lại không được nâng cấp đi, lại cấp cho Blue Flame. Sau đó lại nâng đây anh đã đảo sang team mate. Rất khó hiểu. Có lẽ số lượng Marine sẽ được tăng lên tiếp đâu. Bây giờ Mech kìa, Mech của Terran này đang rất mạnh đối với cả Zerg. Anh Zerg đã đặt xuống mỏ thứ 4 rồi. Anh ấy đã bắt đầu lên cho mình Muta và thêm cả 14 con Rod nữa. Vâng, đều một pha run by rồi. Zergling có mắt ở cả vị trí mỏ 3, cả vị trí mỏ 2 và đang bắt đầu cắn để mà lên trên được phía trên main bay ạ. Zergling đang ở đây. Vâng, Muta vẫn chưa có Muta đâu. Muta thì mới nhà Spy bây giờ mới hoàn thành xong thôi. Kia là con Banshee. Đây là vị trí mỏ thứ tư của Zerg ạ. Này thì đã quân vừa rồi đã bị dọn dẹp xong rồi. Này thì đây là ba con Mule ở đây để khai thác. Banshee, Banshee cũng đang lượn lờ rồi. Thì Banshee đã có clock. Ô kìa, vị trí giữa map kìa. Alien không scout à? Alien không scout cái vị trí vừa rồi. Nó không đứng ở cái vị trí Senna Tower để có thể có tầm nhìn. Đó là một lỗi, một pha đi quân hơi lỗi của Maru. Chúng ta đây là một con thương binh, một con alien hơi bị thương binh được đưa đi xung quanh để mà căn chuẩn map. Rốt riêng đang có mặt ở đây chuẩn bị tấn công vào vị trí mỏ của Terran này. Terran của chúng ta đang có một con Banshee đây. Vâng, mọi nhìn thấy Banshee thì Rốt cũng hơi hốt rồi. Tuy nhiên là với cái một con Banshee thì cũng chưa thể nào khiến cho đàn Rốt này sợ hãi đâu. Đang lao lên, tăng tiếc là đang có mặt ở đây. Hiện nay Rốt đang chia làm ở hai hướng thứ tấn công vị trí mỏ thứ ba này. Mà cơ quan này sao nhưng không có bất kỳ một unit nào ở phía trong này để có thể là phòng ngự ạ. Tăng tiếc đã bị xử lý rồi. Bây giờ là Rốt bao lap áp sát vào để mà xử lý mấy con Mule và con SCV đây. Vâng, có vẻ là Mule nằm hết xuống rồi. Mới chỉ có một con Banshee rồi, không thể rất khó để phòng ngự. Hai Banshee rồi, Thor thiết đứng đây rồi. Vâng, hiện nay Thor đang được repair bởi SCV. Không ổn rồi, vâng, supply bot đang phải nhấc lên rồi. Thor đã bị mất rồi. Thì có thể nói trận đấu lần này thì Zerg đã có một pha comeback quá ngoạn mục thưa bạn. Hey, Zerg của chúng ta, vâng, đang đẩy quân hết vào đây rồi. Đã phá xong supply bot ở phía ngoài rồi. Hiện nay thì mỏ này, ốc kìa. Đã làm gì đây? Vâng, Rốt riêng vẫn đang còn một con ở đây. Rồi thì đã có 3 Banshee rồi, 3 Banshee về tăng thì có thể phòng ngự trước đàn Rốt này khá dễ dàng. Tuy nhiên hiện nay thì Zerg đang bắt đầu móp ra những con Muta cho mình. Với một với Muta, vâng đây, số lượng Muta đây, khoảng tầm 6 con này phải. Sau đó là 15 con Rốt nữa đang được móp ra, vâng 9 Muta rồi. Muta thì nói chung là cũng khá hổ báo khi mà đi Harass rồi. Tuy nhiên là nếu đối đầu với có đội phòng ngự thì sẽ phải rút trở về thôi, chứ không thể nào 9 Muta Harass, không thể nào... chống trả lại hệ thống phòng ngự của Terran được. Hiện nay thì Rốt đang lao lên đây, đã tăng một tăng cắm ở đây rồi. Một đội của Terran cần phải được đưa ra để phòng ngự ngay, nếu không là supply pot. Vâng, lại hở supply pot rồi. Hơi mất supply pot rồi. Bây giờ Banshee đang được đưa ra, Hellbat đang được đưa ra. Hiện nay thì Rốt đang bắt đầu phá phách ở đây. Ngay lập tức Muta có mặt, Muta đã bắt đầu đưa vào vị trí này. Vâng, ở phía trí mỏ 3 để harass rồi. SCV đang phải bâu lấy cái SCV đang phải bâu lấy cái Turek kia. Vâng, đây là Turek hoàn thành rồi. Muta rút trở về rồi. Đang có Viking, đang có Thor, đang có Turek ở đây. Không ổn cho Muta chút nào cả thưa bạn. Ở đây bên trong này Turek cũng hoàn thành xong rồi. Lại ăn phát đạn nữa rồi. Này 4. Thế này đang có 4 con Banshee. Vâng, đầy energy như này thì nó clock thì thôi rồi luôn. Giờ thì được đưa ra đâu đây? Thế này Overseer đang được móp ra. Có vẻ Terran đã phát hiện ra được cái vị trí bỏ bên này của Zerg rồi. Anh ấy đang đưa quân đi đâu đây? Vâng, đã bắt được bắt Queen ở trên map này. 4 con Banshee này hạ bắn khá phũ. Chỉ cần một pha, chỉ cần hai pha target là con Queen sẽ bỏ mạng ngay thôi. Hiện nay ở đây là vị trí mỏ thứ 3 đang khai thác khá tấp nập rồi. Này đang có một Overseer ở đây. Ô vâng, mất một con Banshee rồi. Hình như vừa mất 3 con này vậy. Ta đang lùa ra đây. Vâng, Overseer cũng đi theo để có thể là phát hiện tàng hình cho Muta xử lý. Giờ thì ra đây, Muta đứng ở đây, vâng, chả làm gì cả. Chắc là phải chờ cái gì đó đi qua thôi. Này, Banshee đang di chuyển lại vị trí mỏ thứ tư của Zerg, đã bắt đầu harass rồi. Vị trí mỏ này không có Spore Counter, không có Overseer ở đây. Cần phải, vâng, đang đặt lại một cái Spore kìa. Không biết đến bao giờ mới hoàn thành xong được cái Spore kia. Này, Banshee đã có tận 12 kill rồi. Chúng ta có thể thấy đây là số lượng nông dân của Zerg là 82 con drone. Còn Terran thì là 65 con SCV. Có thể nói là Zerg đã có một pha comeback rất là ngoạn mục trong trận đấu lần này. Swamphot đã có rồi, Swamphot đã có 12 con. Như vậy khoảng tầm 24 con Locust sẽ ra thưa bạn. Một vị trí của đứng của Banshee không thể nào đẹp hơn được. Vâng, Overseer rồi. Vâng, cũng đúng lúc rồi. Còn Banshee đã có 23 kill và nó cũng hết mất energy rồi.
Nói chung lúc đấy thì Overseer ra thì cũng chả làm được gì cả khi mà nó cũng hết mất energy để tàng hình rồi. Hiện nay thì Banshee đang có mặt ở đây, bốn con Banshee liền đang bắt đầu chơi với cả main queen này. Vâng, rất tiếc đã có Over, đã có một con đã có một cái Spore Counter. Hiện nay thì Loku đã đẩy đến mỏ thứ ba rồi, tăng tủng cả mấy cắm xuống thôi. Vâng, bây giờ thì với phòng ngự Tom Hot thì tăng cứ cần cứ việc có nhiều tăng thôi là ổn hết thưa bạn. Tăng đấy, bạn các bạn thấy đấy, bắn đấy thụp luôn. Rồi số lượng drone cũng đã giảm xuống khá rồi, nhưng mà với rớt với khoảng tầm 3 mỏ đã khai thác như này thì số lượng tiền cho rớt sẽ khá cao, income khá cao đây. Các bạn thấy hiện nay thì đây là úi rồi Locust. Úi rồi Locust lao vào, không ăn thua. Banshee đang có 5 con rồi. So if you ever see one of those on the map, it's a changeling, so don't panic or freak out if you see that. Đây thì Muta tập trung ở phía này, chỉ chờ cơ hội để mà ập vào thôi. Muta chắc bây giờ chỉ có chờ lao vào để bắt Banshee rồi các bạn. Banshee hiện nay đã có energy rồi. Chuẩn bị clock chưa? Hiện nay Zerg đã có nâng cấp Burrow xong. Cùng với đó là nâng cấp bay nhanh cho Overlord ạ. Một tấn công cho quân bộ. Cho đạo quân mech của Terran. Này thì đây là úi giời bắn. Úi giời vâng. Locust không kịp đến nơi luôn. Hay một con heo bát đang harass ở vị trí này. Tôi không biết là nó đã có bao nhiêu kill nữa, nhưng mà tóm lại là heo bát xịt cũng rất tự tin. Heo bát lại còn có thêm một con SCV với cả một con cái vắc đi theo để một con repair, một con hồi máu. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa thưa các bạn. Heo bát là một dạng unit rất là gay. Này thì đây quân đội của Terran đang lao lên một pha scan kia, nhìn thấy Muta rồi. Vâng, nhìn thấy Muta cũng hơi hốt. Chúng ta có thể thấy là Zerg đặt đến tận 4 cái Spore Color ở phía trên này để bảo đảm cho là đàn Swarm Hot của mình không bị Banshee phát hiện. Ồ, một pha counter attack kìa. Rốt đã đi ở phía bên trong rồi, ba Rốt ở phía bên ngoài đang phá supply port. Ba Rốt đi ở phía bên trong mỏ 2 để bắt SCV. Vâng, Banshee đã được đưa về để phòng ngự rồi. Thế nhưng bây giờ Muta đang ở vị trí phía trên này. Muta mà bắt đầu bắt đang phá, vâng, đang đầu với cả Turret rồi, đang phá cái command center này. Kịp không? Vâng, đàn Muta hiện nay nó quá đông rồi. Muta đã bắt đầu có cộng 2 tấn công rồi phải, cho nên quá đông rồi. Tho Thiếc vào cũng vâng, Tho Thiếc còn đang lục cục còn đi vào kia. Còn đang rất vất vả trong việc di chuyển chứ đừng nói là để mà tấn công được. Này Locust đã vào đến tận mỏ thứ 3 rồi, nhưng mà có vẻ là tăng tiết cắm quá chắc nữa. Này vào đây, mấy con Banshee đang đây, Banshee đang chơi luôn cả Spore Counter luôn, xong mất Spore rồi. Bây giờ Queen sẽ là con đầu tiên. Nó không được, vâng, Queen đã chạy thoát rồi. Bây giờ thì Terran của ta bắt đầu phá Hatchery. Giờ mục tiêu của Terran chỉ là phá Hatchery để giảm số lượng lava của Zerg mà thôi. Và cũng để mà giảm cái lượng tài nguyên của Zerg khai thác ở những cái vị trí mỏ như vậy. Hiện nay thì Overseer có vẻ bay hơi chậm. Ở đây sắp sửa lên nơi rồi. Đây rồi, nhìn thấy rồi. Bắt được rồi. Đàn Banshee này sẽ bỏ mạng hết thôi, khi mà Muta nó bay nhanh hơn Banshee khá nhiều. Nè, con đội của Zerg đang bắt pull lên, Terran đang bắt pull lên ở vị trí phía trên này khi mà thấy số lượng Swarm Hot có vẻ giảm đi quá nhiều. Ô kìa, một Thor đi ra, hai Thor đi ra. Vâng, Muta quá đông, Muta chơi luôn cả Thor luôn. Xong một Thor rồi, giờ Thor thứ hai. Có Viper ở đây, có Overseer ở đây thì Thor Muta chả sợ gì cả. Khi số lượng Muta nó lên đến con số gần 30 con như kia rồi. Quá đông thưa bạn, Muta phải gọi là quá đông hung hãn rồi. Này 3, 4 Thor, 5 Thor, 4 Thor với cả 2 tăng được đưa trở về để phòng ngự Muta. Nhưng tôi nghĩ là không đủ, vẫn không thể đủ được. Úi giời, kéo gì ấy? À, kéo Widowmine á, úi giời vãi. Kéo được cả Widowmine à? Vâng, 4 Thor đang ở đây. 4 Thor đang chơi với Muta. Các bạn có thể thấy là 4 Thor bắn quá rát luôn, đàn Muta dụng quá nhanh rồi. Giờ chỉ còn có 8 con thôi. Úi giời, lại có một quả Widowmine nữa. Quá khiếp. Một Thor đó tận 12 kill rồi. Chắc là nó toàn xử lý con Locust rồi. Ta thể thấy hiện nay sau khi quân đội của Terran đã chiếm được lợi thế, bắt đầu push trở về rồi. Push ngược lại, hiện nay thì Zerg đang bị phá Creep Tumo. Spore Counter ở đây thêm cả mấy con trên Linh đứng nha. Hiện nay Terran bắt đầu ăn mỏ thứ tư cho mình rồi. Ở đây đã có một con Rod Burrow rồi, như vậy là Terran sẽ khá khó khăn trong việc là khai thác cái vị trí mỏ thứ tư của mình đấy ạ. Scan giúp cho Terran dọn dẹp và Creep lại vừa giúp cho anh ấy biết được đối phương có định bay đưa ra quân ra để không. Quân đội của Terran push đến tận đây rồi. Một pha scan nữa. Ta vâng, lượn lờ đây là ăn đạn. Vâng, đây rồi, một con Viper đã kéo được một con Thor rồi. Tuy nhiên Thor đã di chuyển rất nhanh. Ôi, một phát kéo nữa.
Vâng, tốn khá nhiều energy mới kéo được một con Thor này. Phải nói là Terran thì cũng vẫn lãi. Vâng, đây rồi, bạn đến nơi rồi, một pha scan đã bắn đến tận Swarm Hot rồi. Tuy nhiên bây giờ thì rất tiếc là Swarm Hot đã nhấc lên và đưa trở về thành công rồi. Bây giờ nó bắt đầu đẩy tiếp ra Locust nữa. Tiếp tục Thor lại phải rút trở về thôi. Vâng, tăng tiếc bắn khá rát rồi. Thêm với cái lượng tăng bắn như này đúng là bó tay bất lực cho Locust rồi. Đây thì Muta đang có khoảng tầm 12 con đây, 12 Muta đối đầu với cả rừng 6 con Thor, 7 con Thor này đúng là xác định rồi. Ú kia một pha kéo, rồi đã xử lý xong một Thor rồi. Pha kéo thứ hai, mất Thor nữa không? Mất Thor nữa luôn rồi. Thằng S quá nhanh thưa các bạn. Con đội của Terran đã push đến tận mỏ này rồi. Sao đây? Terran hiện nay thì vẫn đang push con lên, đẩy con lên Banshee đây, một pha scan nữa. SCV cũng rất hổ báo lao lên. Vâng, đúng là có bảo kê khác. SCV tự tin thế. Bình thường thì nó nhìn thấy quân đội đối phương là nó chạy rẽ rơi đất rồi, nhưng bây giờ rất tự tin lao lên để mà xịt drone luôn. Vâng, đúng là nó có bảo kê khác. Thế Muta đang có một pha counter attack, đang bắt đầu xử lý tăng, xử lý Turret ở nhà đối phương. Đang vâng, đang bắt đầu chơi luôn cả off the command rồi. Coi như xác định mất mỏ rồi. Đây vâng, rớt riêng ở đây một pha scan. Banshee đang bắt đầu ngồi bắt mấy con Swarm Hot này. Có vẻ thời điểm này Swarm Hot nó quá phế rồi, cho nên là quân đội của rớt không hề bói hoài đến đàn Swarm Hot của mình nữa. Muta có mặt ở vị trí mỏ 2 này, đang bắt đầu phá cả off the command. Và cũng anh ấy còn bỏ mặc kệ luôn cả Turret luôn. Có thể nói là hiện nay Zerg đang quá cứng rồi. Hiện nay thì Zerg Terran đã phá xong, đang phá ở vị trí mỏ thứ mấy kia. Đây là mỏ thứ mấy nhỉ? Mỏ thứ tư thì phải. Zerg hiện nay vẫn còn đang còn 3 mỏ nữa, nhưng có vẻ hình như không có khai thác ở mấy cái mỏ vừa rồi. Hiện nay Terran thì hết mất SCV rồi. Hiện nay Terran bị Muta bắt hết SCV mình rồi. Bây giờ Terran chỉ còn có mỗi 4 con mà thôi. Còn đâu chủ động chủ yếu nó là đều là kiểu thì nó đều là Mule. Vẻ là Terran cũng không còn, nhưng có một cái combat center đang bay vù vù ở giữa map kìa. Hình như là bay trên đầu creep bị phát hiện rồi. Giờ thì ta được đẩy hết ra đây, đúng rồi, chính xác rồi. Quả này xong rồi, anh Terran của ta sẽ thọt rồi. Nó combat center rồi. Với việc phá nhà bây giờ thì game thủ rớt của ta quá hung hãn với 49 con Muta rồi. Anh ấy sẽ phá nhà rất nhanh. Còn đạo quân của Terran này mặc dù rất cứng, nhưng mà chỉ tiếc là di chuyển quá chậm chạp thôi. Với bây giờ đọ phá nhà thì tôi nghĩ chắc là Terran sẽ thua mất rồi. Rất khó cho Terran thắng trong thời điểm này thưa bạn. Ô vâng, anh nói cái gì đó. Anh chat cái gì đó. Bảo là thằng cu nhây giỏi hạ Muta xuống đây solo với anh. Vâng, GG rồi. Một trận lội ngược dòng của anh Bune quá hay rồi. Quá hay cho game thủ Bune của chúng ta. Mặc dù là một pha Bankrupt rất là chuẩn mực của Maru, nhưng mà rất tiếc là đối phương đã có thể là có một pha comeback rất ngoạn mục như vậy.